Bài 2. Quản lý chất lượng trong công nghiệp dược. 3 mục tiêu học tập cần đạt được sau bài học này là: 1. Trình bày được các mối quan hệ của đảm bảo chất lượng và yêu cầu khi thực hiện tốt sản xuất thuốc. 2. Trình bày được nguyên tắc, yêu cầu của đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng và thực hành tốt sản xuất thuốc. 3. Rèn luyện được kỹ năng phát triển cá nhân, làm việc nhóm, tự học, tìm kiếm tài liệu. Đảm bảo chất lượng. Sản xuất dược phẩm cần đảm bảo những tiêu chuẩn của Bộ Y tế như GMP. Từng khâu trong dây chuyền công nghệ, nguồn đầu vào, sản xuất, đóng gói đến đầu ra cần được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo không có bất cứ sai sót, nếu không sẽ trở thành sản phẩm hỏng không được tiêu thụ. Sản xuất dược phẩm gồm nhiều công đoạn sản xuất khác nhau, tương ứng là các yêu cầu giám sát, kiểm tra chất lượng được thực hiện với nhiều chỉ tiêu bắt buộc. Mỗi công đoạn đều phải thống kê để có thể phục vụ công tác kiểm soát tiến độ sản xuất và truy xuất. Nếu điều hành sản xuất dược phẩm theo cách truyền thống có thể dẫn đến sai sót thông tin, tăng thời gian chờ, lãng phí nhân công và đôi khi gặp rủi ro về chất lượng dược phẩm. Các yếu tố được nhấn mạnh, mối quan hệ và tầm quan trọng cơ bản của chúng đối với sản xuất và kiểm soát dược phẩm. Nguyên tắc là toàn bộ khái niệm bao trùm tất cả vấn đề có ảnh hưởng chung hoặc riêng biệt tới chất lượng một sản phẩm. Đó là toàn bộ kế hoạch được sắp xếp với mục đích để đảm bảo dược phẩm có chất lượng đáp ứng với mục đích sử dụng của chúng. Sản phẩm được thiết kế và phát triển theo cách thức sao cho có thể đảm bảo đáp ứng yêu cầu của GMP và các nguyên tắc có liên quan khác như GLP, GCP. Các thao tác sản xuất và kiểm tra chất lượng được nêu rõ ràng dưới dạng văn bản và các nguyên tắc GMP được vận dụng. Trách nhiệm quản lý được nêu rõ ràng trong bản mô tả công việc. Có các bố trí cho sản xuất, cung ứng và cho việc sử dụng đúng loại nguyên liệu ban đầu và nguyên liệu bao gói. Thực hiện tất cả các bước kiểm tra cần thiết đối với nguyên liệu ban đầu, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm. Thành phẩm được kiểm tra theo đúng quy trình đã thẩm định. Sản phẩm không được bán hay cung cấp trước khi kiểm nghiệm theo đúng quy định trong GMP. Có biện pháp để đảm bảo đến mức tối đa là sản phẩm được nhà sản xuất bảo quản, được phân phối. Có quy trình tự thanh tra và kiểm tra chất lượng. Những sai lệch cần được báo cáo vào hồ sơ. Có hệ thống phê duyệt những thay đổi có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Cần thực hiện việc đánh giá thường xuyên đối với chất lượng sản phẩm nhằm chứng minh tính ổn định của quy trình và đảm bảo được thực hiện liên tục. Trách nhiệm của nhà sản xuất. Nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng, theo đúng quy định trong giấy phép lưu hành và không đặt bệnh nhân trước những nguy cơ sử dụng thuốc thiếu an toàn, kém chất lượng và kém hiệu quả. Thực hiện được mục tiêu chất lượng này hay không thuộc về trách nhiệm của những nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp và cần sự tham gia cũng như cam kết của nhân viên. Ở nhiều phòng ban và ở mọi cấp trong công ty, kể cả những nhà phân phối cũng như cung cấp cho công ty, để đạt được mục tiêu và chất lượng một cách đáng tin cậy, cần có một hệ thống đảm bảo chất lượng. Điều thiết kế toàn diện và triển khai đúng đắn, trong đó có sự kết hợp cả GMP và kiểm tra chất lượng tất cả các khâu trong sản xuất, phải đạt tiêu chuẩn chất lượng chung, bao gồm nhân viên, máy móc thiết bị, nhà xưởng. Thực hành tốt sản xuất thuốc, viết tắt theo tên quốc tế là GMP. GMP được hiểu là một phần của đảm bảo chất lượng, giúp đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất một cách đồng nhất và được kiểm soát theo đúng tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với mục đích sử dụng của chúng. Nguyên tắc trong GMP là loại bỏ hai yếu tố: nhiễm chéo, lẫn lộn, ví dụ dán nhãn sai trên bao bì đóng gói. Yêu cầu đòi hỏi khi thực hiện GMP. Tất cả các quy trình sản xuất đều phải được xác định rõ ràng, được rà soát một cách có hệ thống theo kinh nghiệm, được chứng minh là đủ khả năng sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng đã định, việc thẩm định phải được thực hiện. Có tất cả nguồn nhân lực cần thiết bao gồm: 1. Nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp. 2. Đủ nhà xưởng và không gian. 3. Máy móc thiết bị và dịch vụ phù hợp. 4. Nguyên vật liệu và bao bì nhãn mác phù hợp. 5. Các quy trình và hướng dẫn đã được duyệt. 6. Bảo quản vận chuyển phù hợp. 7. Đủ nhân viên, phòng kiểm nghiệm và máy móc thiết bị cho việc IPC.
Các hướng dẫn quy trình được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu. Công nhân vận hành được đào tạo để thực hiện quy trình một cách chính xác, có ghi chép lại. Hồ sơ ghi lại việc sản xuất phân phối thuốc, giúp cho việc tra cứu, bảo quản và phân phối phù hợp, hạn chế tối đa nguy cơ nào đối với chất lượng sản phẩm. Cần có hệ thống thu hồi bất kỳ lô sản phẩm nào đang được bán hay cung cấp. Những khiếu nại về sản phẩm phải được tìm ra nguyên nhân sai sót và biện pháp xử lý phù hợp. Kiểm tra chất lượng cần đạt yêu cầu sao? Phải có đủ trang thiết bị, nhân viên được đào tạo, quy trình được phê duyệt để thực hiện việc lấy mẫu, nguyên vật liệu, đồ bao gói, sản phẩm trung gian. Việc lấy mẫu nguyên liệu ban đầu, nguyên vật liệu bao gói, sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm phải được thực hiện bằng các phương pháp và do nhân viên bộ phận QC phê duyệt. Phải thực hiện việc thẩm định. Phải lập hồ sơ bằng tay hoặc thiết bị ghi chép để chứng minh tất cả quy trình lấy mẫu, kiểm tra, kiểm nghiệm đều phải ghi trong hồ sơ và được điều tra. Thành phẩm phải chứa đúng các thành phần định tính và định lượng như mô tả trong giấy phép lưu hành. Cần lưu giữ đủ lượng mẫu nguyên liệu ban đầu và thành phẩm sau này nếu cần thiết. Thành phẩm phải chứa các chất theo đúng thành phần định tính, định lượng của sản phẩm như được mô tả trong giấy phép lưu hành. Các thành phần phải đạt mức độ tinh khiết quy định, được đóng trong bao bì phù hợp và dán nhãn đúng. Phải ghi lại kết quả kiểm tra kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn đối với các nguyên vật liệu và sản phẩm trung gian, bán thành phẩm và thành phẩm. Việc đánh giá sản phẩm bao gồm cả việc rà soát và đánh giá các hồ sơ tài liệu về sản xuất có liên quan. Việc đánh giá những sai lệch so với quy trình đã định. Không được sản xuất một lô sản phẩm nào ra bán hay cung cấp trước khi người được ủy quyền chứng nhận rằng lô sản phẩm đó theo đúng yêu cầu trong giấy phép lưu hành. Ở một số nước, bằng luật định mua ta quy định việc xuất lô phải là nhiệm vụ của người được ủy quyền của bộ phận sản xuất và người được ủy quyền của bộ phận QC. Cần lưu giữ đủ lượng mẫu nguyên liệu ban đầu và thành phẩm để có thể kiểm nghiệm sản phẩm sau này nếu cần thiết. Mẫu lưu cần phải giữ trong bao bì ngoài, trừ khi bao bì ngoài có kích cỡ đặc biệt lớn. Cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe.